Ê cô, nói câu gì hay hay cậu cho 20 tiêu. Messi number one. Xem ra có vẻ là mày chê tiền đấy nhờ. Thằng kia, tại sao mà phan nó? Phan cái gì? Thằng con trai chị là phan Messi đấy. Cái gì? Mày phan Messi á? Mồ nào đấy? Mẹ ra mà xem, thằng cháu ngoại của mẹ fan Messi này. Cái gì?